là nhiều các bác bảo ở bên cạnh nhà tôi cũng khảm một bức giống như vậy, nhưng mà tại sao nó lại rẻ đến như thế. Thì đây các bác xem này, bức bên trên nó đỏ rực, nó rất là mọng và óng và sáng ạ. Và bức bên dưới thì các bác có thể thấy được luôn. Xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay thì em sẽ quay và giới thiệu chi tiết cũng như là phân tích cho quý vị xem hai bức tranh được khảm cảnh mai xuân. Cái cảnh nó giống hệt nhau và kích thước của nó gần tương tự như nhau, nhưng mà tại sao một bức lại giá trị gấp đôi cái bức kia. Và em xin giới thiệu với quý vị thì cái bức bên dưới này được khảm bằng chiếc đĩa ốc là ốc Indo và khẩu Nhật các bác nhá. Còn cái bức bên trên bức to hơn một chút thì được khảm bằng chiếc đĩa ốc đỏ của Singapore. Đây các bác xem này. Kích thước của nó thì cái bức dưới này là chiều rộng này là 60, còn chiều dài của nó là 1m27. Còn bức trên này là 61 và rộng là 1m37, nó chỉ dài hơn là có 10cm thôi. Đây các bác xem. Em sẽ quay cho các bác xem cái bức bên dưới trước. Bức bên dưới thì được khảm bằng chiếc đĩa ốc đỏ đó của Indo và khẩu Nhật các bác nhá. Khi mà quay như thế này thì các bác có thể thấy được những cái bông hoa mai này nó rất là nổi đúng không ạ? Rất là nổi. Và đôi khi các bác mà không biết ý, thì các bác cứ nghĩ là đây là hàng nhiều tiền, bởi vì nó đỏ như thế này cơ mà, nó rực rỡ như thế này cơ mà. Nhưng mà đây nó là khẩu này các bác này, khẩu này, đó, khẩu này, vàng chanh này, đỏ này, xanh hoa ní này. Nhưng mà đây là khẩu các bác nhá. Và cái giá trị của khẩu của Nhật này thì nó chỉ có từ 350 đến 500 nghìn một nạng thôi. Còn về cách phân biệt khẩu này các bác xem này, em sẽ quay cho các bác xem này. Đó, đây, quay ngang như một cái là có thể thấy được cái khẩu này nó rất là đen. Nó rất là đen đúng không ạ? Nó rất là đen, nó không được trong như ốc. Đây, quay thẳng nha. Quay thẳng thì nó rất là rực rỡ đúng không ạ? Nhưng mà quay ngang thì nó sẽ bị thâm. Đây, nó thâm này, các bác xem này. Đây là thâm này. Rồi, đúng không ạ? Nhìn rất là rõ, đúng không ạ? Rất là thâm. Còn về ốc này, các bác xem này. Đây là ốc đỏ của Singapore này. Các bác nhìn thẳng nha. Cái chất ốc của Singapore thì em đã phân tích rất là nhiều đúng không ạ? Rất là nhiều rồi. Cái chất ốc nó rất là mọng và sáng và rất là trong màu. Khi mà quay thẳng nó như thế này, nhưng mà các bác quay ngang đi này. Đây. Quay ngang đi thì màu nó lại càng rực rỡ hơn. Nó lại càng rực rỡ hơn các bác ạ. Đấy. Đấy chính là một cái ưu điểm của chất ốc Singapore mà đã làm nên tên tuổi của cái dòng ốc này. Ốc cực kỳ là giá trị luôn. Không có cái dòng ốc nào mà giá trị hơn cũng như là đẹp hơn cái ốc Singapore. Đó, có xem. Đó. Nhìn nó rất là dày dặn đúng không ạ? Nhìn rất là dày dặn và những cái cảnh này thì nó rất là vui mắt. Nhưng mà cái bức này thì có giá là hơn 10 triệu đồng một chút thôi. Hơn 10 triệu bởi vì nó được khảm bằng chiếc ốc của Indo và khẩu Nhật. Đó. Còn cái bức trên này thì nó sẽ đắt gấp đôi cái bức bên dưới. Đây có xem. Từ chất ốc đến kỹ thuật đúng không ạ? Đây có xem nhé. Đó. Bức tranh này thì được làm bằng chiếc đĩa gỗ cũ cũ. À, có kích thước là chiều rộng là 61 và chiều dài là 1m36. À, ở đây thì các bác có thể thấy được cơ sở em đã khảm một bài thơ. Bài thơ này mang dòng ở chữ là phong lai hoa tử vũ, xuân đáo điểu lăng ngôn. Nét chữ, nét phất, nét mát rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Đó. Nó có ý nghĩa là gió về thì đua hoa nở, còn xuân đến thì chim hót vang. Rất là hay đúng không ạ? Em sẽ đi xa ra một chút để cho các bác có thể tiện so sánh các bác nhá. Tiện so sánh. Bởi vì tại sao có rất là nhiều các bác bảo ở bên cạnh nhà tôi cũng khảm một bức giống như vậy, nhưng mà tại sao nó lại rẻ đến như thế. Thì đây, các bác xem này, bức bên trên nó đỏ rực, nó rất là mọng và óng và sáng ạ. Và bức bên dưới thì các bác có thể thấy được luôn. Đó. Cũng như những cái chiếc sập này các bạn. Chiếc sập này thì cũng rất là rẻ tiền thôi. Nó được khảm bằng chiếc ốc đỏ của Indo. Còn những cái chiếc kia hay là những chiếc bên trong hay là những cái chiếc này thì nó rất là mắc tiền. Đó, giá trị của nó đắt gấp rất là nhiều lần tiền. Đây có xem. Đó. Và quý vị xem video clip quý vị đừng quên là bấm nút đăng ký kênh để cùng theo dõi cũng như là đồng hành với cơ sở của em quý vị nhé. Và xin chào và gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.